liên quan vụ 4 du khách Hàn Quốc bị lũ cuốn trôi ở khu du lịch làng Cù Lần, cơ quan cảnh sát điều tra công an Lâm Đồng cho biết, sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn, đơn vị này đã thực hiện các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can là lãnh đạo, nhân viên khu du lịch làng Cù Lần, thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó vào đầu giờ chiều 24 tháng 10, tại khu du lịch làng Cù Lần, 4 du khách Hàn Quốc Hai nam hai nữ đều có độ tuổi trên 60 tham gia du lịch trải nghiệm trên một chiếc xe jeep chạy dọc suối Cạn do Võ Lê Thái điều khiển. Vào thời điểm trên, bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn tràn về làm chiếc xe bị lật, Thái và bốn du khách bị nước cuốn trôi. Thái bám được vào cành cây may mắn thoát nạn, còn bốn du khách bị lũ cuốn đều bị thiệt mạng có hai thi thể du khách bị lũ cuốn trôi xa hơn 3 km vị trí bị tai nạn và được lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và huyện Lạc Dương tìm thấy sau khoảng 3 giờ vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Sau vụ tai nạn, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng có văn bản đề nghị tạm dừng các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ tại khu du lịch Làng Cù Lần, yêu cầu doanh nghiệp phối hợp với đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời khắc phục hậu quả vụ tai nạn hiện các cơ quan chức năng tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn để xử lý các cá nhân đơn vị liên quan theo quy định của pháp luật